Linh tê thiên nhãn đã đến kiểu dài, đằng sau linh tê thiên nhãn giống như lấy được cái gì hạn chế, muốn tiếp tục tăng lên trở lên trên 10 phần khó khăn. Cát hùng lưỡng cực lĩnh vực tới hòa hợp thể, cũng không thể nào để cho nó lần nữa tăng lên. Đường Tam biết, mình muốn nếm thử đột phá thành thần, trên cái lạc ấn liền đéo cần tăng lên tới kiểu gia đình phong mới được, đây là cơ sở. Hiện ta linh tê thiền nhãn làm ngân hoàng, cùng tạm thiếu lạc ấn càng tăng lên. thủy tinh biến là tương đối đặc thù, thủy tinh giống như thẳng đang ngủ say, nhưng thẳng tại vô hình hấp thù đường tam huyết mạch chi lực. Thông qua quan sát, đường tam phát hiện, tinh tinh đang hấp thù thời điểm đó rất có phân tắc. Khi hắn huyết mạch chi lực tràn đầy thời điểm, tinh tinh liền hấp thù nhiều một chút. Khi hắn huyết mạch chi lực khủ hừ thời điểm, tinh tinh liền hấp thù ít một chút, thậm chí là không hấp thù Đường Tam đã từng ý đồ tỉnh lại Tinh Tinh nhưng thủy trùng không thành công. Tinh Tinh rất hiển nhiên là cùng với thủy tinh đại yêu hoàng có liên quan, có thể cho tới bây giờ hắn đều không có biết rõ ràng giữa hai người lại cụ thể quan hệ. Thủy tinh biến ở bên trong cơ thể của hắn không có liên quan cái tác dụng gì, cũng không cho hắn tạo thành phiền toái gì không cũng không thể hoàn toàn không nói là có đưa đến tác dụng tay hắn đứng trước người thời nguy hiểm tinh tinh hay là đã giúp hắn thủy tinh biến có thể coi như là kiểu gia đình phong đến đối đáng khi tức của nó mặc dù lợi liễm nhưng giống như cũng không yếu cho nên hiện tại vấn đề ngay tại ở chỗ linh thể thiên nhãn làm ngân hoàng tăng lên cùng với cái cuối cùng nghiên cứu ấn huyết mạch lựa chọn linh thể thiên nhãn muốn tăng lên tới kiểu gia đình phong đường tam cảm thấy có thể đợi đến chính mình thời điểm độ kiếp lại nói tại đồ kiếp cái kia có lẽ có thể tìm tới vì nó tăng lên cơ duyên. Lam Ngân Hoàng mà nói, liền muốn nếm thử dung hợp chính mình cái thứ hai siêu cấp huyết mạch, cái này cũng cần phải đi thổ đỉnh, lần nữa tiến vé hai đại thánh sơn tiến hành nếm thử, lưu lại chỗ trống này, đến lúc đó rất có thể phải làm phụ trợ sử dụng, giống như kim mông biến cũng là do hai cái lạc ấn dung hợp thành một cái. Chỉ là đến lúc đó cụ thể thao túng, liền không dễ sáng, khẳng định phải so với kim mông biến đản sinh độ khó lớn hơn. Thực sự không được, đến lúc đó, liền đem thất thải thiên hỏa dịch xung hợp chống ra trong lạc ấn, thời không đạo tiêu liền làm chính mình đột phá lúc bản thể mệnh thần khí đến tiến hành nếm thử. Muốn đem hải thần tam do so kính triệu hoàn đến bên người không phải một cát có thể hoàn thành. Vậy liệu không có so với thời không đạo tiêu thích hợp hơn? Dù sao, cái đồ chơi này là siêu thần khí tiềm năng. Đây cũng là đường tam lấy qua khối lớn nhất thời không đạo tiêu. Như vậy, tiếp xuống bế quan trọng yếu nhất hay là tăng tốc đối với thần thức ngưng tụ, chuyển hóa ra càng nhiều thần thức để ở phía sau trong tu luyện bổ sung, huyết mạch chi lực liên đè bọn chúng hành tại kim mông biến tầm bổ bên dưới tân khả năng tăng lên tới kiểu xa đỉnh phong lại nói. Đường Tam chuẩn bị trước bế quan một tháng, đem tại trạng thái của chính mình điều chỉnh đến tốt nhất, để tinh thần hạch tầm tốt hơn chuyển hóa xuất thần biến. Sau đó lại thượng tổ đình, đi thiên dương Thánh Sơn cùng với địa ẩm Thánh Sơn tìm kiếm cơ duyên nghĩ rõ ràng đầy hết thấy đường tam liền bắt đầu trải vuốt chính mình các loại năng lực đem mỗi một loại huyết mạch lạc ấn năng lượng đều trải vuốt rõ ràng nếm thử ứng dụng cùng với cảm ngộ lạc ấn nhiều liền không đơn thuần là cá thể lực lượng còn muốn dung hợp lẫn nhau mới có thể phát hiện ra được bọn chúng uy lực mạnh nhất trong bất chỉ bất giác chờ liền đã sáng lên mượn nhờ xa xa một màn kia ngân bạch sắc đường tam đô luyện từ cực ma đồng ngay tại hắn chuẩn bị trở về hoàng kim thụ bên cạnh tiếp tục bế quan thời điểm viễn trình dụng cụ thông tin đột nhiên vang lên cái này dụng cụ không tín là chuyên môn chỉ có một người có thể liên thông đường tam không chút sò dừa kết nối thông tin lập tức chuyển về đến mỹ công tử âm thanh ngươi ở chỗ nào tại hoàng kim sơn cốc bế quan. đường tam nói ta đã đến gia lý học viện bên này ngươi tới đón ta đi mỹ công tử âm thanh vẫn như cũ là như vậy êm tái đón ngươi đường tam kinh ngạc nói đúng vậy đón ta đi cùng với người bế quan ta thấy nhiều trước là thần cấp cường giá có trợ giúp của ta người bế quan không phải sẽ thuận lợi hơn sao ta đã sắp xếp xong xuôi về sau mỗi tuần ta tới cùng với người bế quan ba ngày cho về chủ trì các loại sự vụ bốn ngày lúc ta không có ở đây xin mời phương phi thay thế ta xử lý sự vụ ta nói với nàng ta giúp người bế quan vì để cho người sớm thành thần tốt phục sinh phụ thân nàng đã đồng ý Ngươi phải bồi ta bế quan sao? Đường Tam có một chút không xác định mà hỏi thăm. Làm sao không chào đón sao? Mỹ công tử tức giận nói. Hoan nghênh đương nhiên là hoan nghênh. Đường Tam nụ cười trên mặt trở lên trên càng phát ra nồng nặc lên. Hắn lúc này tâm mềm mại đến phản phất là muốn hòa tan. Chỉ là mấy lần thời gian hơi thở về sau, hắn lại lần nữa gặp được nàng hay là gia lý học viên cái kia chỗ cũ nàng đổi lái một kiện mộc mạc quần dài trắng tóc dài đơn giản ở sau ót trải thành đuôi ngựa không thi phấn trang điểm nhìn qua nhẹ nhàng thoải mái bốn mắt nhìn nhò một khắc này ánh mắt của hai người đều có chút ngừng trệ cứ việc chỉ là một ngày không thấy thế nhưng mà ngày một khắc này trong hai người tâm tư tưởng niệm yêu thế giống như là giếng vun đồng dạng bộc phát Đường Tam đột nhiên tiến lên một bước, đem đưa nàng gấp tiến người trước ngực mình, làm một cái trước mắt này, hắn đã bất chấp mọi thứ chỉ muốn hào hả mà ôm một cái nàng, đem người yêu của mình ôm vào trong ngực. Mỹ công tử bị hắn như vậy dũng mãnh đồng thăng giật nảy mình, vùng vẫy một hối nhưng lại là nguyên liệt từ bỏ. Mặt Quy dán tay trên lồng ngực của hắn mà như vậy an tâm, ngực của hắn ấm áp mà rộng lớn, dán thai trên người của hắn giống như tìm được hoàn mỹ nhất dựa vào, tất cả mệt ý tay một cái trước mắt này đều đang nhanh chóng bại làm, vòng tay của nàng ở eo của hắn, hai người cứ như vậy ôm chặt nhau. Ngươi biết không, ta rất nhớ ngươi. Đường tam người người nàng trên sợi tóc truyền đến trận trận mùi thơm ôn nhô nói. Muốn ta, ngươi còn chạy. Mỹ công tử tức giận nói ra, ta không có chạy, ta chỉ là vì tốt hơn bảo hộ ngươi. Đường tam giải thích một câu, vậy cũng không thể nào giờ đi bên cạnh ta. Ngươi muốn thời thời khắc khắc đều cùng ta, dạng này mới có thể bảo vệ ta biết không? Biết Mỹ tí. Được rồi, thế này mới ngoan chứ. Mỹ công tử trên khuôn mặt không khỏi lộ ra mỉm cười, nhắm lại hai con người, hưởng thụ lấy giống như ở trên người của hắn loại kia đặc biệt an tâm cảm giác. Mặc dù chỉ tách ra ngắn ngủi một ngày, nhưng mỗi ngày này nàng cảm thấy mình bên người không lạc lạc, không có hắn ở bên người, giống như liền thiếu đi căn bản, thiếu lực lượng làm gì đều là kỳ quái. Nàng lúc này mới giật mình, mình đã quen thuộc có hắn ở bên cạnh cảm giác, có lẽ từ thời điểm tranh tài, nàng liền bắt đầu ỉ lại hắn đi, lại đến trong khoảng thời gian này ở chung, hắn là như vậy ung sùng không vội bình tĩnh tự nhiên mỗi khi nàng gặp được nan đề, hắn luôn luôn có thể dùng phương thức tốt nhất đi chính mình giải quyết vấn đề, đưa ra hợp lý hóa giải đề nghị. Cho dù là Hoàng Kim Lộc Yêu Vương của mới Linh Tê Lộc Yêu Vương đều đối với nàng mệnh lệnh không có dĩ nghĩ, mỗi khi nhìn thấy bọn hắn cái kia không phục của mới tán thưởng ánh mắt, mỹ công tử cũng không khỏi âm thầm có chút đỏ mặt, bởi vì vậy căn bản cũng không phải là chính nàng nghĩ ra được, mà là đến từ chính mình quyển kia bách khoa toàn thư, không có hắn, chỉ sợ so nàng cũng sớm đã luống cuống tay chân, vương sở dĩ không có giúp mình quản lý sự vụ, chỉ sợ cũng là nhìn muốn chính mình tại nơi này phương diện đến tốt cùng có hay không năng lực là có hay không có thể là một cái hợp tác thành chủ Thực lực đủ cường đại có thể thủ hộ tộc đàn chính là một tên hợp cách tộc trưởng mà thành chủ chính là một chuyện khác, quản lý từng cái tòa chủ thành cũng không dễ dàng. Ngắn ngủi một tháng đang làm người loạn cung cấp lợi ích tình huống phía dưới, lại có thể đem ra Lý Thành an bài đến ngay hắn rõ ràng, đem thành chủ thay đổi mang đến ảnh hưởng trái chiều xuống đến thấp nhất. Đã hết thảy một lần nữa trở về quỹ đạo, cũng phó khổng tức yêu tộc nội bộ bình ổn, nàng làm hết thấy không tức yêu tộc các cường giả đều rất rõ ràng, nàng cũng đã nhận được càng ngày càng nhiều nhiều người tán thanh thiên phú của nàng thực lực năng lực các phương diện tổng hợp tổ chất cơ hồ không thể bắt bẻ cái này hiển nhiên không chỉ là chính nàng năng lực phía sau còn có cao nhân chỉ điểm mặc dù bây giờ đã cơ bản sắp xếp nhiều ý hết thấy không có vấn đề gì lớn nhưng khi đường tam thật giờ đi bế quan thời điểm mỹ công tử trong lòng hay là nói không lên lời địa nạn thủ chỉ có hắn tại bên cạnh mình mới hiểu mình mới là trạng thái tốt nhất trong lòng cũng mới nắm chắc dưới chân mới có dễ cho nên trải qua một đêm suy nghĩ đằng sau nàng quyết định đi tìm hắn hắn thời gian dài không gặp được hắn chính mình thật sự chịu không được nguyên lai like mình trong lòng cũng sớm đã lặng lẽ nhận định hắn loại cảm giác này là mỹ hảo có người có thể nhớ tuyệt đối là hạnh phúc Phượng thế nhân duyên sao? Đó chính là trốn không thoát. Trốn không thoát vì cái gì còn muốn trốn tránh đây. Còn không bằng lúc này tiếp thù nó, đi cảm thụ hắn càng tốt hơn. Thế là Mỹ công tử chủ động tìm được Vương Phi. Hy vọng lúc này Vương Phi rời khỏi núi giúp mình cùng một chỗ quản lý thành gia lý. Chính năng thì bế quan tu luyện, ứng đối tương lai tại tổ đình báo cáo công tác. Đối với Gia Lý Thành tới nói, Mỹ Công Tử báo cáo công tác là một kiện chuyện trọng yếu phi thường, năng báo cáo công tác thành công mới có thể bảo đảm khổng tức yêu tộc tiếp tục đối với Gia Lý Thành tiến hành thống trị. Bằng không mà nói, một khi tổ đình thu hồi chức thành chủ, Gia Lý Thành phiền phước liền lớn, hiện tại khổng tức yêu tộc lại có thể tuyển ra sao tưởng một vị thành chủ tới thay thế Mỹ Công Tử đây tại không có hoàng giả tình huống phía dưới khổng tự yêu tổng tại tổ đình căn bản chân chính đứng không vững cho nên vương phỉ đáp ứng đồng thời đối với cái này có chính mình huyết mạch nữ nhi tương đối hài lòng quan công tử hơn một tháng thời gian ổn định tại gia lý thành cục diện cũng không có bởi vì quyền lực tới tay mà mù quáng lạc quan biết cái gì mới là căn bản cùng trọng yếu nhất đây là mình chủ cơ sở Thế là các nàng thường đính, Mỹ Công tử mỗi tuần trở về hiểu rõ cùng với xử lý gia lý thành sự vụ 4 ngày, bế quan tu luyện 3 ngày. Nếu như gia lý thành sự vụ không nhiều, nàng có thể bế quan thời gian dài hơn, cố gắng tăng cao tù vi, ứng đối đằng sau báo cáo công tác, tại xử lý tốt hết thảy đằng sau, Mỹ Công tử lập tức liền hướng về đường tam phát ra thông tin. Một ngày không thấy như cách ba thú sung để hình dung bọn hắn lúc này trạng thái tại trong thỏa đáng bất quá, ngắn ngồi tách ra để bọn hắn sữa lẫn nhau tầm phòng, nhất là Mỹ công tử bỗng nhiên xả trừ ôm ấp lấy mỹ công tử đường tam giờ này khác này trong đôi mắt tràn đầy hạnh phúc lòng tự tin càng là đang nhanh chóng tăng cường có nàng ở bên người vô luận đối mặt như thế nào gian nan hiểm trở hắn đều có lòng tin vừa đột phá khoảng cách tiến về tổ đình báo cáo công tác còn tiếp cận thời gian một năm trong khoảng thời gian này có thể thường xuyên cùng với nàng cùng một chỗ còn có cái gì so với đây càng mỹ diệu Đi thôi, ta dẫn người đi xem ta địa phương. Đường Tam tại bên tai nàng nhẹ nhàng nói ra, sau một khắc ngân quang lấp lóe. Dưới chân truyền tống quang tráng sáng lên, đường tam mang theo Mỹ công tử truyền tống mà đi. Hai lần truyền tống đằng sau, bọn hắn đã đi tới Hoàng Kim Sơn Cốc phạm vi. Đường tam Sơn Cốc nội bộ có truyền tống định vị pháp chân, không cần trải qua trận huyễn, liền có thể trường tiếp truyền tống mà đến. Nồng đâm sinh mệnh khí tức trong nhé mắt đó vây quanh Mỹ công tử, đang chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp, một loài thư thái nói không lên lời cảm giác từ toàn thân truyền đến không khỏi trường lớn hai con người tỏ vẻ kinh ngạc. Có quan hệ với Hoàng Kim Sơn Cốc, nàng thật sự đúng là không biết cái gì, chỉ là nghe đường tam nhắc qua mà thôi. Chân chính tại tới đây, nàng mới hiểu được đây là một chỗ như thế nào thế ngoại đào nguyên. Ánh nắng hóa thân thành quang trụ màu vàng, xuyên thấu tầng tầng mây mù chiếu rọi tại tất cả kèo lé ra màu vàng nhạt phẳng sáng trên cây cự thụ. Nồng đậm sinh mệnh khí tức chính là bởi như vậy phát ra mà đến, trên khắp toàn bộ sơn cốc mỗi một hẻo lánh, trong sân cốc thẩm thực vật rõ ràng càng muốn so với ngoại giới thảm thực vật trình trưởng đều càng tốt hơn, nồng đậm sinh mệnh khí tức làm cho người ta vui sướng muốn say. Hương hoa, mùi trái cây, cỏ cây thanh hương hỗn hợp thành một loại sinh cơ bừng bừng hương vị tác quán tại trong mũi nơi này quá đẹp mỹ công tử từ đáy lòng phì thở ra dài đường tam chỉ chỉ hoàng kim thụ nói vậy chính là tà chỗ tù liên gốc này hoàng kim thụ là bồi dưỡng lên ta sẽ từ chiến đấu xã hội mua được tinh phách tới dụng hợp để sự nhanh nhanh chóng tinh trưởng hiện tại nó cũng tương đương với kiểu dài cấp độ yêu thú rồi chờ sau tương lai đột phá thành thần đằng sau liền nghĩ biện pháp giúp nó đột phá đến lúc đó nó có thể sinh ra to lớn sinh mệnh ký thức đối với toàn bộ gia lý sơn mạch đều sẽ có rất lớn chỗ tốt gia lý sân mạch là gia lý thành hậu hòa viên cho đến hoàng kim thụ đủ cường đại đằng sau ta dự định từ gia lý thành phương hướng mở ra một đầu thông lộ trường tiêm kéo dài đến bên này lấy mảnh sân cốc này làm trung tâm thành lập một tòa nhân loại chúng ta thành phố lớn đến lúc đó ta hẳn là có năng lực truyền thụ nhân loại một chút có thể trực tiếp tu luyện năng lực nhân loại cũng không tiếp tục cần ủy khuất cầu toán từ trên yêu thần yêu quái tộc thu hoạch huyết mạch trình lực cũng có năng lượng từng bước một có đường thủ hộ lực lượng của chính mình mặc dù một cái trung quẩn thuế biến là một cái mười phần quá trình khá dài nhưng là bằng vào chúng ta thông minh của loài người trí tuệ ta tin tưởng một ngày nào đó chúng ta nhất định có thể trở thành thế giới này chúa tể nghe hắn rằng thật nhìn xem khuôn mặt của hắn không biết vì cái gì mỹ công tử cảm thấy lúc này trên mặt của hắn giống như có quang huy đang nhấp nháy có lẽ người chính là thiên tử của Pháp Lâm Tinh này đến cứu thế nhân loại, Mỹ Công Tử nhẹ nhàng nói ra, mặc dù nàng đã là tổ chức cứu thục thành nữ, càng là tử cấp cứu thục nhưng nàng rất rõ ràng, vô luận là chính mình hay là tổ chức cứu thục các cao tầng khác, đối với tương lai kỳ thật đều không có chân chính quy hoạch, tất cả quy hoạch đều là căn cứ vào tình huống trước mắt, căn cứ vào nhân loại cùng với yêu quái tộc. Tinh quái tộc thông hồn mang đến yêu thần biến, thiên tinh biến năng lực, nhưng cái này không thể nghi ngờ vẫn là phải phụ thuộc vào yêu quái tộc cùng với tinh quái tộc, trừ số rất ít trường hợp đặc biệt, nhân loại bởi vì truyền thừa những năng lực này huyết mạch cũng không đủ nồng đậm, cho nên bản thân có đường thực lực nước xa không có khả năng cùng với chân chính yêu quái tộc cùng với tinh quái tộc so sánh. Trong câu chuyện này, hắn khiến nhân loại tương lai làm ra quy hoạch là như trước nghe lên trên rất đơn giản. Mỹ công tử hiểu rõ hắn, tăng thêm đối với hắn đã tưởng thân là thần vương, lúc này không nghi ngờ, cho nên nàng mới càng thêm khẳng định hắn nói là sự thật có khả năng thực hiện. Nếu quả như thật sự là nó như vậy, nhân loại mới có chân chính cơ hội vùng lên, không, không phải ta. Thế giới này chân chính cứu thế là người mới đúng. Không có người ta căn bản sẽ không lại tới đây. Là người dẫn dắt người ta tới. Cho nên là người cứu vớt thế giới này. Đường Tam khẽ cười nói. Mỹ công tử lườm hắn một cái tức giận nói. Người trưởng nào thì như thế sẽ nói dỗ ngọt dỗ ngọt như vậy. Vẫn luôn thế. Mà lại đối với người chỉ là trước đó không dám nói sợ người đánh ta. Mỹ công tử giống như là nghĩ tới điều gì, lông mày cau lại nói, thật kiến tạo ra một tòa thuộc về nhân loại chúng ta thành phố lớn, Tô Đình có thể đồng ý hay không? Tô Đình đối với chúng ta nhân loại một mực có rất mạnh áp chế suy nghĩ. Đường Tam nói, bọn hắn đương nhiên sẽ không đồng ý, nhưng khi ta bắt đầu kiến tạo tòa thành thị này thời điểm, liền đã không phải bọn hắn có đồng ý hay không vấn đề, đến lúc đó ta nhất định đã có đường có thể thủ hộ tòa thành thị này thực lực, chỉ cần ta có thể đột phá thành thần, như vậy để hết thảy Liên đều không phải là vấn đề. Mỹ công tử nhìn ngẩng đầu nhìn về phía hắn, nhìn xem ánh mắt của hắn kiên định có chút lo lắng. Người nói người đổ kiếp sao lại so với ta càng khó, khi đó làm sao bây giờ, người thật sự có thể bình yên ở độ kiếp chứ. Đường Tam nói, ta sẽ làm tốt đầy đủ chuẩn bị, đến lúc đó ta không chỉ là muốn đổ kiếp đơn giản như vậy, còn muốn lợi dụng ta khi đổ kiếp mang đến thiên kiếp, làm một chút những chuyện khác, muốn giúp chúng ta nhân loại quật khởi, cũng không phải đơn giản như vậy. Lớn bao nhiêu xu thế nhất định phải thay đổi mới được, cho nên tiếp xuống trong khoảng thời gian này rất trong yếu, ta phải làm cho tốt tích lũy cùng với tất cả công tác chuẩn bị. Mỹ công tử gật đầu nói, cần ra Lý Thành bên này làm cái gì, cần gì tài nguyên ngươi liền nói cho ta, ta tới giúp người chuẩn bị. Đường Tam cười nói, loại này bị bào núi cảm giác thực tốt. Phi ai bảo nuôi ngươi? Mỹ công tử lúc này đập hắn một quyền, hiện tại chúng ta làm gì đây? Đường Tam nói, «Ngươi ở chỗ này tù luyện cũng tốt, ta cái này hoàng kim sơn cốc bên trong, mặc dù thiên địa linh khí không có người phòng pháo đài cổ xưa như vậy rồi sao?